Thiều Trương Nguyễn Hữu Kha, bi kịch tác giả từ điển Hán Việt, di sản văn hóa đồ sộ Thiều Trương Nguyễn Hữu Kha để lại gồm 93 tác phẩm viết và dịch. Ngoài bộ Hán Việt từ điển giá trị vượt thời gian ông còn dịch 14 bộ kinh Phật căn bản, Thiều Trương, 1902 đến 1954, tên thật là Nguyễn Hữu Kha là nhà văn hóa, dịch giả, cư sĩ Việt Nam, ông còn là tác giả bộ Hán Việt từ điển và nhiều bộ sách về Phật giáo nổi tiếng khác. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước ở làng Trung Tự phường Đông Tác cũ, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Thân phụ ông là cụ cử Nguyễn Hữu Cầu tham gia Đông Kinh Nghĩa Thuật bị Pháp bắt đầy côn đảo. Năm 1920 ông lấy hiệu tịnh liễu nghĩa là trong sạch hiểu biết mở hiệu thuốc lợi nhân, chữa bệnh không công giúp dân. Do thông minh ham học nên ông thông thạo mấy thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, đặc biệt am hiểu sâu sắc chữ Hán. Đáng duyên Phật giáo ông lấy hiệu thiều trương nghĩa là cái chổi, nhưng không trở thành tu sĩ, mà chỉ là cư sĩ tu tại gia. Năm 1936 ông cùng bà Cả Mộc, Hoàng Thị Uyển, sáng lập hội tế sinh hoạt động cứu giúp nạn nhân trận lục đinh sửu, năm 1937, lục lớn Bắc Ninh, Bắc Giang, hội của ông hợp tác chặt chẽ với các ông Hoàng Đạo Thúy, Trần Duy Hưng kịp thời cứu trợ gạo tiền, quần áo thuốc men cho bà con hai tỉnh trên. Năm 1941, ông giảng kinh và dạy chữ Hán ở trường, Phật học phổ quan. Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông ra làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội, nhưng ông từ chối để tiếp tục giảng dạy các khóa Phật giáo một người sống bằng thu nhập lương thiện chính đáng nhờ làm ruộng, viết sách, dạy học và làm thuốc tế độ chúng sinh, tham gia cứu tế xã hội không mệt mỏi như ông vậy, mà năm 1954 bị đội cải cách đồng liên, Phú Bình, Thái Nguyên Quy là địa chủ lôi ra đấu tố, trắng trận vu khống ông Phạm đủ thứ tội ác, phận út, nhưng bất lực ông viết thư gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh, dặn dò học trò kiên trì theo đuổi kháng chiến chống Pháp, lời kết bản tự bạch gửi Hồ Chí Minh có những câu, cái án mạc tu hữu, mà ông Nhạc Phi phải chịu đời phong kiến còn có lẽ, ai ngờ đời nay chính bản thân tôi lại bị, thì tôi còn biết vang vĩ làm sao được nữa. Thư tiệt mệnh gửi xong ông lặng lẽ tìm đến cái chết bằng cách trầm mình xuống sông cầu chỗ đập thác huống huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Một học trò của ông là Ni Cô Thích Đàm Ánh kể lại là thầy Thiều Chu dặn trong thư là đừng vớt xác ông. Nhưng học trò không ai nỡ làm thế, đã chôn cất ông chu đáo. Về sau hài cốt ông được trân trọng rước về Hà Nội mai táng tại Nghĩa Trang Thanh Tước, số bộ mươi c 3 Di sản văn hóa đồ sổ ông để lại là 93 tác phẩm viết và dịch, ngoài bộ hán việt tự điển giá trị vượt. Thời gian ông còn dịch 14 bộ kinh Phật căn bản. Học giả Vũ Tương Sáng đánh giá thiều trương Nguyễn Hữu Kha là một hiện tượng khá đặc biệt trong giới trí thức ở thế kỷ 20. Một người sống cuộc đời thanh cao hoàn toàn vì lý tưởng.